Good morning, xin chào các bạn. Cuối tuần vui vẻ, chắc trẻ đi chơi. Ui, cuối tuần lại làm công chuyện lặt vặt lăng tăng. Lúc này không còn đi làm mà sao thấy cứ bận hoài, chán nghe sợ luôn. Than quá hả? Anywho, sáng nay mở tủ lạnh kiếm gì ăn chút đặng mình đi làm công việc. Thấy toàn ba cái đồ dư, trời ơi, thấy mà ớn. Nào là vịt quay mình kho, rồi cái mình bỏ cải chua vô. Rồi bây giờ ăn cái đó thì phải ăn với cơm. Mà mình thì muốn đang cử cơm bị bệnh tiểu đường á. Còn ba cái món linh tinh khác rồi nhìn thấy không muốn ăn. Trên đường đến làm giặt đồ của mình ghé mua bánh mì luôn. Vô trong cái quán bánh mì, cái mùi nướng bánh mì ở trong đó có cái lò luôn á. Trời, nó thơm phức, nứt cái mũi. Nhưng mà bánh mì thì cũng không có tốt, mình ăn được, nói được, ăn được có phân nửa ổ thôi. Cho nên mình mua cái bánh mì cốc rồi là ổ nhỏ vậy nè. Ăn cho nó no bụng rồi làm công việc chứ không có gì hết. Vừa nghe mình nghĩ á, trời, phải chi mình đang ở Việt Nam thì sáng đó có nhiều món để mình chọn ăn. Nhưng mà cuối cùng nghĩ lại thì cũng toàn là ba cái tinh bột mà mình không được ăn không à. Phở, bún, bò, rồi bánh cuốn, xôi, bánh cơm tấm, bánh bèo, bánh bò, bánh béo, bánh bu. Còn ba cái đồ mình tinh bột mà sao mình ăn được. Cuối cùng nghĩ lại chắc không biết làm sao nữa. Mua đồ ăn về mình làm á, nhiều khi làm á thì nhiều quá rồi cái ăn một lần, lần thứ hai ớn, thứ hai nữa đâu biết nấu ăn nước gì, nó ăn nó ngát. Tóm lại chán như sao. Giờ phải là tỷ phú triệu phú thì là sướng nhất à. Mướn đại một cái đầu bếp nấu ăn cho mình chuyên môn. Đầu bếp mà phải là chuyên nghiệp về nấu cho những người bệnh tiểu đường á. Nhưng mà nói thật ra nha, nói gì nói, ba cái đồ kém ăn mà cho tốt sức khỏe không bao giờ ngon hết. Tưởng tượng đi, ba cái đồ ngon là ba cái đồ không có tốt cho sức khỏe. Lúc trẻ thì mình ăn được không sao, như là thịt bò béo rồi đó, ngon quá. Tự nhiên cái là mình thích nhất thịt bò đó. Thịt heo ok, thịt gà ok, nhưng mà thịt bò ăn là ngon nhất. Rồi ba cái thịt cừu thì gì mình không có thích lắm. Nhưng mà thịt bò là hại nhất cho tim, ăn nó bị mỡ trong tim nhiều lắm. Thịt gà là tốt, cá là tốt là mình lại không thích ăn. Gà Việt Nam thì là chuyện khác nha, gà Việt Nam có vẻ nó thơm ngon hơn. Yeah. Anywho, đi làm đi giặt đồ, nhưng mà bữa nay cái máy sấy nó khô, nó hư rồi, để mình tháo ra coi mình có thể sửa được không, hoặc là mình mua đồ mình thay nó được không. Chắc kêu mấy ông thợ Việt Nam, như nhớ bữa trước sửa đổi tới 500 bạc, mắc thấy bà luôn. Yeah, thay cái gọi là cái heating element. Mà nếu mình tháo ra được là dễ dàng rồi, mua về tháo cái trời trời chiếu sao. Mình tháo ra được mà coi dễ dàng thì chắc mình chỉ cần kiếm mua để về thay thôi. Anyway, yeah, đi công chuyện đi. Yeah, cái mùi bánh mì mình bỏ trong xe nó thơm phức luôn á, mới ra lò. Làm đói bụng thêm nữa. Ráng lẹ là về về thấy đồ giặt ra mình ngồi ăn miếng đi. Đói bụng quá. Yeah. Than thở cuộc đời hoài hả các bạn? Ơi, kênh này là kênh than thở. Hôm trước mùa nóng nực khó chịu lắm, nhưng mà sáng nay thấy hơi lạnh nha. Như là mình già rồi, mình không có chịu lạnh được với là chịu nóng được hay sao. Nghĩa là hai cái cực độ là mình không thích. Lạnh quá không thích, mà là nóng quá không thích. Hồi xưa không có sao hết. No matter. Trời nóng uống bia, trời lạnh thì nướng thịt. Hôm nay nói đúng ra thì mới vào mùa cuối thu à, sắp đến mùa đông là như đến cuối tháng 12 đó, mùa đông.
Cali thì không đến nổi đâu, không có tuyết cũng không có xuống tới gọi là đông lạnh, hiếm lắm mới có một ngày được zero degree gọi là mà không độ C. Yeah, anyway, thôi làm nhảm chị nữa, thì tới làm trong chuyện này có gì chưa trễ sao? Maybe cạo với số với bạn xem coi mình nó trúng không. Hôm nọ trái bưởi nó trên cây bây giờ nó rụng dưới đất rồi, mình mới lụm lên thấy nó bị nứt rồi, không biết cái ăn được không, chút nữa mình rảnh mình xẻ ra coi. Bữa hổm mà nó ở trên đây nè, còn mấy trái nó chưa rớt xuống, bữa hổm nó đậu nó nằm đây nè. Giờ rớt cái bịch xuống đất. Cây mắng cầu bữa hổm mình trồng bỏ cái hộp, bây giờ nó lên cao quá trời mà không có chỗ trồng, thôi kệ nó, dục đi coi ớt mình còn trái nào không. Ớt chết quèo này không ai chăm sóc hết. Thế này luôn, tôi sẽ vô làm công việc chút. Máy sấy hừ nãy mình mở lên rồi, giờ sao nó tắt quèo rồi. Ô, nó còn hơi nóng ta. Really? Ô, tưởng mày hư rồi chứ. Tự nhiên bước. Maybe tại mình nó nghẹt ở trên đây, mình nó tháo ra mình hút ba cái lông mấy cái bụi á. Mấy cái bụi mà nó đông đẫn đây nè. Ôi sao quá đây. Nãy mưa rồi. Ôi trời ơi, nó nóng lên nổi lên, đổ mồ hôi luôn. Hư hết rồi, chết cha rồi. Bốn ổ bánh mì vậy nè. Mình mua bốn ổ về cái để chừng ngày cái ngày sau nó cứng nhắc. Mình mua cái này, nhưng mà mình không có ăn bốn cái đâu, ăn hai cái thôi. Cái mì con khóc này mình mua chút ăn. Bây giờ phải lo thảy vô giặt đồ một cái đã. Tính sửa đồ mà giờ vậy nó quất sao ta, tự nhiên động nó hết, nó hư à. What the heck? Cuộc đời nhiều ngạc nhiên, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ. Rồi lúc mình chuẩn bị tâm thần ba cái chuyện hư linh tinh, trời ơi bây giờ già cổ nhăn hết trần, tóc thì bù xù. Nhiều lúc mình nghĩ chuyện em xui nào ra nó để xảy ra đủ thứ chuyện, không có làm được cái chuyện gì ra chuyện gì hết. Mày con cóc cái nhiều lúc nó có nhiều cái surprise, nhiều cái ngạc nhiên bất thình lình mà nó là chuyện hên. Thí dụ như bữa nay mình tưởng là máy nó hư, ai ngờ tự nhiên thấy nó nóng, không biết nó chút nữa mình làm thử coi nó còn tốt không. Bật lên khoảng 5 phút mình thấy nó còn ấm ấm ở trong. Trời, bánh mì bụi ngắt này, không có nhà, không có mấy. Giặt ra như mấy thằng Tây. Giặt ra. Bà tê. Ham. Và nói thật ra như cái bên này nó không có giống Việt Nam đâu nha. Việt Nam cái mùi vị nó khác. Quên á, cái này nó, mình nó làm sẵn này, nó có cái mayonnaise mình không thích. Béo béo. Cái máy sấy mà nó quất thôi thì mình bữa nay mình làm xong chắc nửa ngày xong việc rồi. Giặt đồ đi chợ rồi về nhà nằm coi tivi. Rồi coi nè, cái mail này quá trời nhiều, yêu bỏ bớt. Mùi ngắt hả, làm chắc từ tối. Ăn lỡ nhiều. Buồn quá, muốn làm giàu. Bây giờ làm giàu chỉ có một cái cào giá số. Investment, chơi stock gì, gì từ đó đó giờ là cuối cùng không được lời lãng bỏ nữa. Cuối cùng lợi chút đóng thuế, thua thì mình trừ thuế không được bao nhiêu. Bây giờ chỉ còn mong trúng số thôi. Cái này nó mới ra, bữa mình mua con tờ này không trúng.
này là tới 7,5 triệu, chúng là quá đúng độ. Mua căn nhà 3 triệu, nhà 3 triệu đây là chắc đẹp rồi. Yeah, còn dư nhiều bỏ trong băng. Nhưng mà này là còn có lãnh ra chứ còn hơn nữa, hình như nó không có cho mình lãnh liền lúc nữa, chỉ lãnh ra 30 năm thì phải. Để coi coi quy luật. Nó có trong cái trang website nó đề là mình phải lãnh trong 30 năm cũng được. Chúng cái này á, ra nhà băng mình mượn tiền nó cho liền guarantee. Lấy cái giá số này làm là cái gì thay thế là gì, tiếng Anh gọi là collateral, tiếng Việt Nam là gì ta, đặt cọc. Mình không đủ tiền trả, nó vô nhà băng nó tới đây nó lấy tiền ra luôn. Tạm nhảm không có gì không vui. Làm công chuyện xong có gì vui chia sẻ sao. Rồi, lúc này già quá các bạn. Đi đâu cũng là cái cổ vậy là thành. Cái cần vậy là nhăn nheo phải không? Mình đi rồi nè. Ăn chút đỡ đói rồi bây giờ. Rảnh rỗi tính sửa máy, nhưng mà rảnh rỗi cái trái bưởi nãy mình lượm ở ngoài này, mình cắt ra thử coi nó, cái mùi cũng rất là thơm mà mình nghĩ chắc ăn không được đâu. Mình guarantee là chắc chắn là khoảng 90% là nó hư rồi. Trời, cái này chỉ để xé bao thơ thôi à. Cái này mới là thiệt nè. Ok, cắt bưởi là sao tao anh này. Nam hồi nhỏ mà mấy người lớn cắt bưởi xong cái đưa cái vỏ bưởi trên mình đội lên đầu quá vui lắm. Cái này nhỏ quá không đội được. Ôi trời, có thể ăn được nha. Hư rồi chắc không. Dao này bén. Này là để đi săn. Hunting knife. Anh cắt đứt cái tay cái mày. Ok, bây giờ xé nó cả. Ui cha cha, anh thấy như nó khô quá mà. Nếu mà nó ngọt là mình ngạc nhiên lắm á. Anyway, đây, mấy trời. Ôi lạnh quá. Trời ơi. Ông này không mà như tủ lạnh vậy á. Ui. Bóp cái tay. Ok, thử nha. Chua quá. Chua ăn không được luôn. Giặt. Yeah, mấy cái cây bưởi trọng nhà. Phải cho phân tưới nước đồ gì này nọ là nó mới ngọt chứ còn thôi. Cam cũng vậy đó. Cam bưởi gì tung tung mà ba cái dừa trọng nhà mà không chăm sóc nó là dở ẹt. Chua thiệt. Thử lại mình. Lần thứ hai nữa nha. Phải chấm nước muối thì chắc ăn được. Chua quá. Yeah. Bây giờ thì xài cái dao này. Để mà cạo cái này. Trúng số nha các bạn. Good luck to me. Good luck.
cứt nắc. Ok, để coi nha. À quên nữa, để mình giới thiệu giải độc đắc là 7,5 triệu. Đây là cái hàng số của mình, mình cạo dưới đây mà nó trùng số này mình trúng cái giải thưởng vậy thôi. Giải thưởng thì cao nhất là 7,5 triệu, thấp nhất là quầy vốn 25. Tại cái này nó tới 25 đồng một tờ vé. Mua hoài nè, mình trúng cái giải nhiều, cao nhất là mình trúng được 1.000 đồng, mà lâu lắm rồi đó, khoảng 3-4 năm rồi không trúng, khó thấy mà luôn. Mà đó chơi 10 đồng bây giờ dám gan chơi tới 25 đồng. Máu cờ bạc. Yeah, rồi bây giờ đây là cái mình, đây là những cái số của mình đây. Số 11, 21, bla 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 bla. Đấy. Số đẹp không? Số nhiều là số đẹp hay số xấu? Có cái kiếm hình. Mình sẽ cạo từng hàng từng hàng. Ờ thôi cạo này không tốt. Lấy đồng tiền cạo cho nó ngon. Rồi đây là cái hàng hàng đầu tiên, không trúng số nào hết. Đó, trên này là cái số, cái này nó không có trùng ở trên. Rồi cái dưới đây là cái giải thưởng nè, giải thưởng cao nhất đây như 25.000. Yeah. Rồi cao tiếp. Come on, come on. Come on, come on. Giải tiếp, dạng thứ hai cũng chặt lắc luôn, có cái xém trúng là số ống 45, này có 44 à, 45. Đây, double check, double check, double check, double check. Oh man, cậu không thấy, không thấy hơn nữa. Rồi hàng thứ ba cũng chặt lắc luôn, khỏi cần cho các bạn xem. Cạo tiếp, xém số không à. Rồi xong rồi mình thấy này tua rồi, thua. Biết sao mình nghĩ thua không? Tại ba cái số xém không à, số 6 thì mình có số 7, rồi 22 thì có 21. Ba cái số xém là thấy thua rồi đó. Ôi, càng cạo thấy càng mất hy vọng rồi các bạn ơi. Man, so far so no good. Thua rồi, xin chấp nhận. Yeah, khi nào mà mình cạo thấy xém không là mình thấy thua rồi. Rất là nhiều số xem chúng cận nút mà không có chúng. Trên mình còn cơ hội, trên đây là 4 cái hàng này nè, mình chúng có thể chúng bao nhiêu, chúng giải nào thì cạo được số. Ê, thua luôn. Mình phải ra số 20-25 thì mình sẽ trúng cái giải bông đó, mà không trúng gì hết coi như thua. Hẹn lần sau. Good luck. Bye bye. À, thì ra là chị đó kêu ông nào đã sửa rồi. Ai ngờ mình đâu biết đâu. Bây giờ thì mình phải hút cái bụi nó ra mới được. Trên đây nhiều, rất là nhiều bụi. Này sửa hôm bữa mấy? Ngày mấy? 24 tháng 11. 11 đây.
đổ nợ cái máy này sửa rồi, mà mình thấy trong cái ống hút này nó bụi quá chừng á, mình tháo ra mình hút cái bụi trong đó ra. Thôi á, ba con ốc này nó lỏng le à, cái xúc xuống nó không có dính lại rồi. Mình cái ống này, cái ống hút này cũng cũ quá nè, chút nữa mình phải chạy đi mua cái mới. Tạm thời mình phải đẩy mình cho nó thổi ra ngoài cửa này chút, mình sấy đồ rồi mình đi mua cái khác, cái thay, mua cái ống mới này, mua mấy con tục vít, mấy con cái ốc bự chút rằng mình siết nó vô, tại nó không có dính, nó bị lỏng le luôn, rớt cả trên. Ok, vừa hỏi mình cần nhằn cái vụ bánh mì mua về chừng 2 ngày cái nó cứng ngắc. Cái có bạn nào nói bỏ vô trong Ziploc bag này, khóa nó lại, mình còn hút hơi ra nữa chứ. Rồi để thử coi mình có thể còn tốt không nha. Mua thì mua tới 4 ổ luôn. Ổ này thì chắc bữa nay mình ăn, cho nên là ok. Ba ổ này chắc ít nhất 1 ngày, 2 ngày mới ăn, coi nó còn cứng không. Giờ thí nghiệm coi nó có tốt không nha. Cuối thu mùa đông bên đây trời tối rất là nhanh. Bây giờ thì đến giờ mình nấu ăn tối cho thằng nhóc rồi. Mình thì cũng lai rai và chai bia, thấy không có đói bụng. Ngoài trời tối thui. Hôm nay thì mình nấu cái món gọi là sườn cừu nướng. Là mình ướp bằng mật ong, dầu hào, nước mắm, tỏi, tiêu. Mùi nướng nó rất là thơm. Để mà mình nãy nướng là thấy mình chắc nó cũng gần chín rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem ra, rồi mình sẽ cắt ra từng miếng miếng để cho nó nguội chút, khoảng 5 phút, 10 phút gì đó, tùy lúc mà mình để nhau nguôi được khoảng 5 phút. Mình cắt nó ra là từng miếng cho nhóc nó ăn đây. Đó, bên trong cái thịt nó vẫn còn hồng hồng như vậy là nó thích ăn vậy đó. Thịt cừu và thịt bò thì thường thường người ta nấu gọi là tái. Cái này thì cũng như là hơi quá sống chút nên mình thảy vô trong microwave lại chút đỉnh cho chắc ăn. Xong rồi mình xúc miếng cơm cho nó ăn. Thường thường thì mình để miếng ba cái broccoli cho nó bông cải á. Mà bữa nay làm biển quá. Vậy là cơm, buổi ăn tối của nhóc đó các bạn.